Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Và từ ngày hôm nay mình sẽ chuyển sang một thiết bị quay mới. Đây chính là Sony A6400, một chiếc máy ảnh mirrorless ra mắt cách đây không lâu của nhà Sony, và nó được cải tiến khá là nhiều so với những thế hệ đàn anh của nó, ví dụ như A6000, A6300. Vậy thì cái chiếc máy này nó có những gì mà lại khiến cho mình quyết định chuyển từ cái chiếc Lumix mà mình dùng mấy lâu nay sang nó, và cũng như là quyết định đầu tư vào một chiếc máy ảnh như thế này? Chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ trong video này nhé. Trước tiên thì chúng ta vẫn sẽ mở hộp cái chiếc Sony A6400 này ra trước để lấy cái thân máy cũng như tất cả những thứ mà phụ kiện mà đi theo. Quên mất, khi mà mua những chiếc Sony A6400 này thì các bạn sẽ được tặng kèm theo một thẻ nhớ 64GB với tốc độ đọc ghi là 94 MB/s, và chúng ta cũng sẽ có thêm một cái cặp đến Sony rất là đẹp mắt. Bây giờ thì cứ lấy hết đồ trong đây ra đi. Trước đây khi mà mình lựa chọn chiếc Lumix đấy, lý do tại sao đó là khi đó mình cần một chiếc máy có khả năng là lật được màn hình về phía trước để có thể là dễ dàng hơn trong cái quá trình mà mình quay video như thế này. Vì trước đây thì mình chủ yếu là hoạt động quay một mình thôi, nên là việc một chiếc máy ảnh có một cái màn hình có thể lật ra để cho mình có thể nhìn thấy được, mình có thể căn góc được khi mà quay phim một mình là một điều các bạn quá là dễ hiểu rồi, đúng không? Thực chất ấy, mình cũng rất thích những cái mẫu máy như là Sony A6000, A6300, bởi vì là những chiếc máy đó ngoài cái khả năng quay tốt ra thì nó cũng mang lại cho mình một cái trải nghiệm chụp hình rất là ngon lành. Nhưng mà cái điểm yếu trên những chiếc máy đó thì đó, như mình đã chia sẻ rồi, những chiếc máy đó lại không lật được màn hình ra phía trước, mà cho tới tận cái chiếc Sony A6400 này thì nó mới có tính năng đấy là lật màn hình lên 180 độ để cho mình có thể quay vlog, hoặc là khi mà mình bí quá mình có thể là sử dụng để quay một mình được, vẫn có thể căn góc, vẫn có thể là nhìn được xem là hiện tại là mặt mình đã nét hay chưa, và cũng như là mình ngồi như thế đã ổn hay chưa. Cái điểm thứ hai khiến cho mình lựa chọn cái chiếc Sony A6400 này vẫn sẽ đến từ cái màn hình của nó, bởi vì là với những thế hệ như là Sony A6000 và Sony A6300 thì màn hình của nó sẽ không có cảm ứng, còn trên cái chiếc Sony A6400 này thì màn hình nó đã hỗ trợ cảm ứng để cho các bạn có thể lấy nét một cách dễ dàng hơn. Ví dụ như khi mình muốn lấy nét một vật gì đó thì mình chỉ cần chạm tay vào cái điểm của cái vật đó thôi là chiếc máy sẽ tự động hiểu là mình đang muốn lấy nét ở điểm này, và nó sẽ tự động lấy nét vào. Và lấy nét lại là một cái tính năng nữa mà chiếc máy Sony A6400 này làm cực kỳ tốt, và nó cải thiện rõ rệt so với những thế hệ trước. Với chiếc Sony A6400 này nó đã có tới 425 điểm lấy nét, và cái tốc độ lấy nét của nó sẽ chỉ là 0.02 giây, và nó là chiếc máy mirrorless lấy nét nhanh nhất ở thế giới hiện nay. Wow, một con số rất là khủng khiếp cho một chiếc máy nhỏ gọn và mức giá rất là dễ tiếp cận. Nói chung là mình sẽ không hiểu biết quá nhiều về máy ảnh, mà mình sẽ chỉ mua và mình chuyển qua cái máy mà nó phù hợp nhất với nhu cầu của mình mà thôi. Như ban đầu mình đã chia sẻ rồi, thứ nhất là mình cần một chiếc máy có thể lật được màn hình. Đó, thứ hai là mình cần một chiếc máy có khả năng cảm ứng trên màn hình để mình có thể lấy nét một cách dễ dàng hơn. Nó có. Cái thứ ba đấy là mình cần một chiếc máy có khả năng lấy nét nhanh và cũng như lấy nét chính xác, thì Sony A6400 lại hỗ trợ cực kỳ tốt ở khoản này. Và cái cuối cùng nữa đó là mình cần một chiếc máy chụp ảnh tốt. Và nếu như so sánh về khả năng lấy nét của chiếc Sony A6400 này với chiếc máy Lumix cũ mà mình đang sử dụng ấy, thì mình phải nói thực sự một câu đấy là nó vượt trội hơn rất nhiều. Nên việc để mình chuyển qua chiếc A6400 này để quay trong thời gian tới là một điều quá là hiển nhiên thôi. Và chất lượng video khi mà mình quay ra từ chiếc máy này để mà làm màu, để mà hậu kỳ thì nó cũng sẽ tốt hơn. Nó cũng sẽ được hỗ trợ thêm một cái tính năng mới về khả năng quay S-Log với S-Log 3. Và ISO tối thiểu của S-Log 3 đạt được nó cũng sẽ là 500 thay vì việc là 800 giống như trên S-Log 2 của Sony A6000, 6003 và 6005. Thì đấy đều là những thứ mà nó đã cải tiến hơn và khiến cho mình bắt buộc phải lựa chọn, bắt buộc phải lên, bởi vì mình quá là ham muốn và quá là thích thú nó. Còn một tính năng nữa trên chiếc Sony A6400 hỗ trợ cực kỳ tốt cho việc quay phim mà trước đây trên 6300 cũng như 6005 cũng đã có, đó là tính năng vừa cắm sạc vừa có thể quay được. Trong những trường hợp cấp bách mà gần hết pin thì các bạn có thể sử dụng cục sạc dự phòng cắm thẳng trực tiếp vào máy, hoặc các bạn cũng có thể sử dụng những cục sạc dành cho điện thoại cắm thẳng trực tiếp vào qua cái cổng micro USB, là chúng ta đã có thể là vừa sạc vừa quay một cách rất là dễ dàng, không lo đến gián đoạn trong cái quá trình mà chúng ta tác nghiệp. Ngoài khả năng quay tốt thì với cảm biến lớn hơn so với chiếc Lumix G7 mình đang dùng, thì cái chiếc Sony A6400 này cũng sẽ mang lại cho mình khả năng chụp ảnh tốt hơn. Dẫu biết rằng là chụp ảnh tốt hay không còn là do tay mình nữa, nhưng mà dẫu sao khi mà chúng ta có một cái chiếc máy với cảm biến xịn sò hơn thì chúng ta cũng sẽ có khả năng chụp hình nó đẹp cách dễ dàng hơn. Nói chung là mình không am hiểu nhiều về máy ảnh, thế nên mình cũng sẽ không thể nào mà nói ba hoa quá nhiều về việc là máy này ISO rồi cảm biến như thế nào, ống len như thế nào để chụp ảnh tốt. Nhưng mà theo cái trải nghiệm của mình thì A6400 rõ ràng nó có thể hỗ trợ cho mình chụp ảnh đẹp hơn so với chiếc máy kia. Thế thôi.
Và trên đó là cái chia sẻ của mình về việc tại sao mình lựa chọn cái chiếc Sony A6400 này, tại sao mình nâng cấp lên thay vì việc là sử dụng tiếp tục cái chiếc Lumix G7 mà mình dùng từ trước tới nay. Và các bạn thấy sao về Sony A6400? Các bạn có bị mê hoặc và có thích thú nó hay không? Xem một comment để lại cái ý kiến các bạn ở phía bên dưới phần bình luận của video. Video của mình thì tạm dừng lại tại đây. Các bạn cảm ơn Rick, đừng quên để một like, share và bấm subscribe kênh YouTube của Tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam để chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm những video sắp tới quay bằng Sony A6400 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video lần sau.